Con xin kính chào cộng đoàn ngày mới an bình trong tay Chúa Mẹ Maria và Thánh Cải Du Sa. À, con xin mời cộng đoàn nghe bản tin giáo hội công giáo ngày 19 tháng 11 năm 2024. Bản tin giáo hội ngày hôm nay có những tin chính sau đây. Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha sẽ đến ngày tất cả chúng ta được kết hợp cùng nhau trong Chúa Kitô Đức Thánh Cha chủ sự Thánh lễ nhân ngày thế giới người nghèo lần thứ 8. Đức Tổng giáo mục Chaput, Đức Giáo Hoàng và các tôn giáo khác Đức Thánh Cha cầu nguyện cho hòa bình toàn cầu và cho tất cả các nạn nhân của các cuộc đàn áp tôn giáo. Tôn vinh các vị thánh cạnh nhà. Đức Giáo Hoàng Phan Cô kêu gọi tổ chức lễ kỷ niệm hàng năm cho những người đàn ông và đàn bà thánh thiện địa phương. Và tin cuối cùng, tài liệu sau cùng của phiên họp thường lệ lần thứ 16 của Thượng Hội đồng Giám mục. Sau đây còn xin kính mời cộng đoàn lắng nghe bản tin chi tiết. Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha sẽ đến ngày tất cả chúng ta được kết hiệp với nhau trong Chúa Kitô. Lúc 12 giờ trưa, Chủ nhật 17 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc ở căn hộ Giáo Hoàng tại lầu Ba Dinh Tông Tòa để chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 25 không 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 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Huấn rủ của Đức Thánh Cha trong bài huấn rủ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã diễn giải bài tin mừng Chúa Nhật thứ Ikikiki thường niên năm B. Đức Thánh Cha nói, Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong bài tin mừng của phùng vụ hôm nay, Chúa Giơ mô tả sự sầu mồn rất lớn, mặt trời sẽ trở nên tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng nữa. MT 13,24 Đứng trước đau khổ như thế, nhiều người có thể nghĩ đến ngày tận thế. Nhưng Chúa nhân cơ hội này cống hiến cho chúng ta một chìa khóa khác để đọc và Ngài nói, Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời của Thầy sẽ không qua đi. MC 13, 31 Chúng ta hãy dừng lại điều này. Những gì qua đi và những gì tồn tại. Điều qua đi, trước hết là điều qua đi. Trong một số hoàn cảnh của đời sống chúng ta, khi chúng ta trải qua một cuộc khủng hoảng hoặc cảm nghiệm thất bại nào đó, hoặc khi chúng ta thấy quanh mình đau khổ vì chiến tranh, bạo lực, thiên tai, chúng ta có cảm tưởng như mọi sự đang cáo chung, và chúng ta cảm thấy cả những điều đẹp đến nhất cũng qua đi. Nhưng những khủng hoảng và thất bại, cho dù đau thương, cũng quan trọng, vì chúng dạy chúng ta quan niệm đúng đắn về mối biến cố, không quên luyến những thực tài chuẩn thế này vì chúng sẽ qua đi, chúng sẽ bị suy tàn, điều tồn tại. Đồng thời, Chúa giờ nói với chúng ta về điều tồn tại. Tất cả qua đi, nhưng lời Chúa sẽ không qua đi. Lời Chúa tồn tại muôn đời. Qua đó, Chúa mời gọi chúng ta hãy tin thác vào tin mừng, chứa đừng một lời hứa cứu độ và vinh cử và không còn sống trong lo âu sợ chết. Thực vậy, trong khi mọi sự qua đi, Chúa Kitô tồn tại. Trong Ngài, một ngày kia chúng ta sẽ tìm lại được những điều và những người đã qua đi và đã đồng hành với chúng ta trong cuộc sống trần thế. Dưới ánh sáng lời hứa phục sinh, mỗi thực tại có một ý nghĩa mới tất cả chết đi và cả chúng ta một ngày kia cũng sẽ chết nhưng chúng ta sẽ chẳng mất mát điều gì từ những gì chúng ta đã xây dựng và yêu mến vì sự chết sẽ là khởi sự một đời sống mới và đức thánh cha nhắn nhủ rằng anh chị em thân mến cả trong những sầu muôn những khủng hoảng những thất bại tin mừng mời gọi chúng ta hãy nhìn cuộc sống và lịch sử mà không sợ hãi những điều đã chấm dứt nhưng vui mừng vì điều tồn tại Thiên Chúa chuẩn bị cho chúng ta một tương lai sự sống và vui mừng. Áp dụng vào thực tế, vậy chúng ta hãy tự hỏi, tôi có quyền luyến, bám víu vào những sự thế gian sẽ qua đi mau chóng, hoặc gắn bó với những lời Chúa tồn tại và hướng dẫn chúng ta về vĩnh cử. Chúng ta hãy tự hỏi như thế. Chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ, lấy mẹ Maria, đấng đã hoàn toàn tín thác vào lời Chúa, xin chuyển cầu cho chúng con. Sau các sinh hoạt trên đây, Đức Thánh Cha dùng bữa trưa với một, ba trăm người ngài, tại Đại Thính đường Phao Lô Sáu, ở nội thành Vatican. Năm nay, hồi chứ thập đỏ của ý tài trợ và có ban kiền quốc gia giúp vui. Sau bữa ăn, mỗi thực khách sẽ được tặng một sắc đeo lưng do các cha dòng Vinh Sơn thực hiện. Trong sắc có lương thực và các đồ vệ sinh cá nhân. Chào thăm và cơ gọi. Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha nhắc đến một số vấn đề thời sự. Trước tiên là lễ phong chân phước tại Scutari, ở miền Bắc Albany, cho hai linh mục dòng Francisco, cha Louis Palik và cha Jean Gaduli chịu chết vì đức tin trong thập niên 1920 tại nước này. Tiếp đến là lễ phong chân phước vào Chúa Nhật 17 tháng 11 này, tại giáo phần Faber, bên Đức cho cha Joseph Metzer sáng lập tu hội Chúa Kitô Vua, bị Đức Quốc xã xá sát hại năm 1944. Đức Thánh Cha nhắc đến Chúa Nhật người nghề và cảm ơn các linh mục, tu sĩ và giáo dân đã có những sáng kiến giúp đỡ người nghề. Và Đức Thánh Cha mời gọi mỗi người tự hỏi xem mình có quan tâm giúp đỡ những anh chị em nghèo túng hay không. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở về ngày cầu nguyện tại Ý cho các nạn nhân bị làm dùng và khích lê mọi sáng kiến bài trừ tệ nạn này. Sau cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chúa Nhật an lành, đồng thời xin họ đừng quên cầu nguyện cho Ngài. Đức Thánh Cha chủ sự Thánh lễ nhân ngày thế giới người nghèo lần thứ 8. Sáng Chúa Nhật 17 tháng 11 năm 2024, nhân ngày thế giới người nghèo lần thứ 8, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự Thánh lễ tại đền thờ Thánh phê vào lúc gần 10 giờ, trước sự tham dự của hơn 7. Không tín hữu. Chủ đề ngày thế giới người nghèo năm nay được rút từ sách huấn ca, đó là Kinh nguyện của người nghèo vọng lên tới Thiên Chúa, XhC 21,5. Đồng tế với Đức Thánh Cha, có hơn 100 linh mục và 26 hồng y và giám mục, đặc biệt là Đức Tổng Giám Mục Dino Fitzgerald, quyền Tổng trưởng Bộ Loan Báo Tin Mừng, đặc trách các vấn đề cơ bản trong việc loan báo tin mừng trên thế giới, giúp Đức Thánh Cha làm các nghi thức khác tại bàn thờ. Hiện diện trong Thánh Lễ cũng có hàng ngàn người nghèo, do hội ba cái Thánh Vinh Sơn chăm sóc, giúp đỡ. Bài giảng của Đức Thánh Cha Trong bài giảng Thánh Lễ, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy sống hy vọng giữa những bối cảnh đen tối, với bao nhiêu tai ương ngày nay và tích cực cộng tác để góp phần cải tiến tình hình mang lại hy vọng cho tha nhân. Thực trạng thế giới ngày nay, đi từ các bài đọc của ngày lễ, nói về thời kỳ lo âu và đau buồn chưa từng có giữa các dân nước, DN1213, như hiện nay, Đức Thánh Cha nói, trước hết là sự lo âu. Đó là một tâm tình phổ biến trong thời đại chúng ta, trong đó các phương tiện truyền thông phóng đại các vấn đề và những vết thương làm cho thế giới trở nên bất an hơn và tương lai càng bấp bình. Cả bài tin mừng hôm nay cũng bắt đầu với một khung cảnh phóng vào vũ trụ sự sầu muộn của dân chúng, và Chúa Giơ dùng một ngôn ngữ khải huyền. Mặt trời tối sầm và mặt trăng không còn chiếu sáng nữa, các sao trời xa xuống và các quyền lực trên trời sẽ bị đảo lộn, MC 14, 24, 25. Nhưng Đức Thánh Cha cảnh giác, nỡ cái nhìn của chúng ta chỉ dừng lại ở những tin tức thời sự, thì lo âu sẽ chiếm ưu thế trong chúng ta. Đúng vậy, cả ngày nay, chúng ta cũng thấy mặt trời u tối và mặt trăng tắt liệm. Chúng ta thấy đói kém đang đè nặng trên bao nhiêu anh chị em chúng ta, những kinh hoàng của chiến tranh và cái chết của những người vô tội, và trước bối cảnh đó, chúng ta có nguy cơ chìm sâu trong thất vọng và không nhận thấy sự hiện diện của Thiên Chúa giữa những thảm trạng của lịch sử. Như thế, chúng ta bị lâm vào tình trạng bất lực, chúng ta thấy gia tăng quanh chúng ta bất công tạo nên đau khổ cho người nghèo, nhưng chúng ta chịu theo trào lưu cam chịu của những người, vì tiện lợi hay vì lười biếng, nghĩ rằng đời là thế và tôi không thể làm gì hơn được. Như thế, Đức tin Kitô bị thu hẹp vào lòng sùng mổ vô hại, không làm xáo trộn những quyền lực của thế giới này và không tạo nên một sự dấn thân cụ thể qua ba cái. Và trong khi một phần thế giới phải sống dưới đáy lịch sử, trong khi những tranh lệch gia tăng và kinh tế làm tê liệt những người yếu thế, xã hội bị dâng hiến cho thần tiền bạc và tiêu thụ, thì những người nghèo và những người bị loại trừ không thể làm gì khác hơn là tiếp tục chờ đợi. Ít. Evangelii Gaudium, 54 Chú gieo khơi lên hy vọng. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, nhưng này đây, giữa khung cảnh kinh hoàng ấy, chú gieo thắp lên niềm hy vọng. Ngài mở toan chân trời, mở rộng cái nhìn của chúng ta để chúng ta học đón nhận sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa trở nên gần gũi chúng ta, cả trong tình trạng bấp bênh và đau khổ của thế giới. Chúa không bỏ rơi chúng ta nhưng Ngài thực thi ơn cứu độ cho chúng ta. Thực vậy, chính trong khi mặt trời tối sầm lại, mặt trăng không còn chiếu sáng và sao trời xa xuống, như tin mừng nói, chúng ta sẽ thấy con người ngự đến trên đám mây, với quyền lực và vinh quang vĩ đại, và Chúa sẽ tập họp từ bốn phương trời những người Chúa đã tuyển chọn, từ tận cùng trái đất cho đến tận cùng của trời cao, v.v. 26-27, Đức Thánh Cha giải thích rằng, qua những lời đó, Chú Dơ trước tiên đang chỉ cho chúng ta thấy cái chết của Ngài sắp xảy ra. Thực vậy, trên đồi can vê, mặt trời sẽ tối sầm và tối tăm sẽ bao phủ thế giới, nhưng chính trong lúc đó con người sẽ đến trên đám mây vì quyền năng sự phục sinh của Ngài sẽ phá vỡ xiềng xích của sự chết và sự sống đời đời của Thiên Chúa sẽ bừng lên từ tối tăm của nấm mộ và một thế giới mới sẽ nảy sinh từ những cho tàn của một lịch sử bị thương tổn vì sự ác. Những dấu chỉ hy vọng Nhắc đến hình ảnh cây vả với cành mềm và lá xanh tươi được Chúa dơ dùng để báo mùa hè đến gần. V. 28. Đức Thánh Cha nói, cũng vậy, chúng ta cũng được cơ gọi đọc những tình thế trong lịch sử trần thế của chúng ta, nơi nào dường như chỉ có bất công, đau khổ và nghèo đói, thì chính trong lúc bi thảm ấy, Chúa trở nên gần gũi để giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ và làm cho cuộc sống được giả ngời. V. 29. Nhiệm vụ của chúng ta. Và chính chúng ta, là những môn đệ của Chúa nhờ Thánh Linh, chúng ta cũng có thể gieo vãi hy vọng trong thế giới. Chính chúng ta có thể và phải thắp sáng công lý và liên đới, trong khi đen tối trở nên dày đặc của một thế giới khép kín, Zateo Tuti, 955. Chính chúng ta là những người được ơn Thánh Chúa chiếu sáng, đời sống chúng ta được nhào nặn với cảm thương và ba cái trở thành dấu chỉ sự hiện diện của Chúa, luôn luôn gần gũi đau khổ của những người nghèo, để thoa dịu những vết thương và thay đổi số phận của họ. Anh chị em thân mến, chúng ta đừng quên điều này. Niềm hy vọng Kitô được viên mãn trong Chúa Giê và được thể hiện trong nước Chúa đang cần chúng ta và sự dấn thân của chúng ta, cần một niềm tin hoạt động trong bác ái, cần những Kitô hữu không ngoảnh mặt đi. Và chúng ta không chỉ nhìn những vấn đề lớn do nghèo đói trên thế giới, nhưng hãy xem những điều bé nhỏ mà tất cả chúng ta đều có thể làm mỗi ngày, qua lối sống, qua sự quan tâm và chăm sóc môi trường chúng ta đang sống, kiên trì tìm kiếm công lý, chia sẻ của cải với những người nghèo hơn, dấn thân vào xã hội và chính trị để cải tiến thực tại chung quanh. Điều ấy có vẻ là ít ỏi, nhưng chính sự ít ỏi ấy, như những lá đầu tiên mọc ra trên các cành của cây vả, là một sự báo trước mùa hè đang đến gần. Quan tâm đến người nghèo Sau cùng, nhắc đến ngày thế giới người nghèo, Đức Thánh Cha gợi lại lời Đức Hồng Y Martini cố Tổng Giám Mục Giáo Phận Milano, Bắc Ý, nói về sự quan tâm đối với người nghèo. Trong thực tế, Ta trở thành giáo hội của Chúa Giơ theo mức độ chúng ta phục vụ người nghèo, vì chỉ như thế, giáo hội mới trở thành chính mình, nghĩa là trở thành một căn nhà mở rộng cho tất cả mọi người, là nơi diễn ra lòng cảm thương của Thiên Chúa đối với cuộc sống của mỗi người. C. M. Martini, Città Senza Mura. Lettere e discorsi alla diocesi, 1984, Bologna 1985, 350. Tôi nói điều này với giáo hội, với các chính phủ các nước, và các tổ chức quốc tế. Tôi nói điều đó với mỗi người và từng người, xin chúng ta hãy vui lòng đừng quên những người nghèo. Thánh lễ kết thúc vào lúc 11 giờ 20. Đức Thánh cha cầu nguyện cho hòa bình toàn cầu và cho tất cả các nạn nhân của các cuộc đàn áp tôn giáo. Trong buổi đọc kinh truyền tin Chúa Nhật ngày 17 tháng 11 năm 2024, Đức Thánh cha Francisco kêu gọi hòa bình cho các khu vực xung đột, đoàn kết với những người bị thiệt thòi và hăng say hành động chống lại những bất công và lạm dụng. Những lời cầu nguyện cho hòa bình là trọng tâm của lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco vào trưa Chủ nhật khi ngài phát biểu trước các tín hữu quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô trong buổi đọc kinh truyền tin. Khi kết thúc buổi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha mời tất cả những người hiện diện hãy chăm sóc những người bị thiệt thòi và cầu nguyện cho tất cả những người đang phải chịu đựng xung đột trước mọi hình thức bất công. Khi chiến tranh vẫn tiếp diễn trên toàn cầu, Đức Thánh Cha vẫn cầu nguyện cho Ukraine, Palestine, Israel, Lebanon và Myanmar, nhắc nhở các tín hữu đang tụ họp rằng chiến tranh làm mất nhân tính và dẫn đến sự dung túng cho những tội ác không thể chấp nhận được. Tưởng nhớ người nghèo, chuyện suy nghĩ của mình sang kỷ niệm ngày thế giới người nghèo, Đức Thánh Cha lưu ý đến chủ đề của ngày này được lấy từ sách Sirach, lời cầu nguyện của người nghèo kêu thấu lên tới Chúa. Ngài nhấn mạnh tính cấp thiết của việc giải quyết nhu cầu của những người sống trong cảnh nghèo đói và bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những người tổ chức các hành động đoàn kết với người nghèo trong giáo phận và giáo xứ. Ngài cũng yêu cầu tất cả những người có mặt suy ngẫm về cách cư xử và hành động của họ, và yêu cầu mỗi người suy ngẫm về câu hỏi Tôi có từ bỏ điều gì đó để cho tặng cho người nghèo không? Khi tôi bố thí, tôi có chạm vào tay người nghèo và nhìn vào mắt họ không? Ngài nhắc nhở mọi người rằng người nghèo không thể chờ đợi và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc luôn hành động vì lòng quảng đại và lòng trắc ẩn. Tôn vinh các vị tử đạo, Đức thánh cha Francisco cũng nhắc lại lễ phong chân phước cho ba vị tử đạo, những người mà ngài cho biết đã dũng cảm sống đức tin của mình trong thời kỳ đàn áp tôn giáo. Ngài nhắc đến Luigi Pali, một linh mục dòng Francisco và Guglielmi, một linh mục giáo phận những người đã được phong chân phước vào thứ Bảy tại Sodor, Albania, vì sự hy sinh của họ trong cuộc đàn áp tôn giáo thế kỷ 20. Sau đó, Ngài nghĩ đến cha Mark Joseph Medger, được phong chân phước vào Chủ nhật tại Enfreiburg, Đức, người đã hy sinh mạng sống của mình để làm chứng cho hòa bình, phản đối sự áp bức của Đức Quốc xã. Đức Thánh Cha mời tất cả những người có mặt hay hướng đến những vị tự đạo này như một nguồn cảm hứng, đặc biệt là đối với những người công giáo, những người vẫn phải đối mặt với sự phân biệt đối xử vì đức tin của họ cho đến ngày nay. Ngài nói rằng xin cho tấm gương của những vị tự đạo này an ủi nhiều người theo Chúa. Cầu nguyện cho các nạn nhân bị lạm dụng. Khi chúng ta tiến đến ngày thế giới, ngày phòng ngừa và chữa lành khỏi nạn lạm dụng tình dục trẻ em, được tổ chức vào thứ hai, ngày 18 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco lưu ý rằng Ngài cùng giáo hội kỷ niệm ngày này. Ngài gọi mọi trường hợp lạm dụng là sự phản bội lòng tin và sự phản bội mạng sống đồng thời nhấn mạnh nhu cầu thiết yếu của việc cầu nguyện để khôi phục lại lòng tin tan vỡ. Một suy nghĩ cho những ngư phủ. Nhìn về ngày ngư phủ thế giới, được tổ chức vào thứ năm, Đức Thánh cha cầu nguyện cho những người ngư phủ và gia đình của họ, nguyện xin Đức Maria, ngôi sao biển, bảo vệ họ khi họ dấn thân, gửi đến các nạn nhân của các tai nạn giao thông. Cuối cùng, Đức Thánh cha tưởng nhớ đến các nạn nhân tai nạn vì giao thông, ngài cầu nguyện cho những người đã mất mạng, cũng như cho gia đình của họ, trước khi khuyến khích làm mọi sự có thể để tránh bớt đi những thảm kịch như vậy. Đức Tổng giám mục Chát Lơ Di, Cha Đức Giáo Hoàng và các tôn giáo khác. Hôm thứ Sáu, ngày 13 tháng 9, trước khi ra phi trường quốc tế Changi để đáp máy bay về Roma, Đức Thánh Cha đã thăm một nhóm người già và bệnh tật tại nhà dưỡng lão Thánh Teresa, và lúc 10 giờ, Ngài đã có cuộc gặp gỡ liên tôn với các thanh thiếu niên tại một trường trung học công giáo. Bài nói chuyện của Đức Thánh Cha tại trường trung học này gây kinh ngạc cho nhiều người. Đức Tổng giám mục Charles G. Chaput, nguyên Tổng giám mục Philadelphia, có bài nhận định nhan đề The Pope and Other Religion, nghĩa là Đức Giáo Hoàng và các tôn giáo khác. Đức giáo hoàng Francisco có thói quen, cho đến nay đã rất phổ biến, là nói những điều khiến người nghe bối rối và hy vọng ngài có ý gì đó khác với những gì ngài thực sự nói ra. Vào cuối chuyến đi gần đây của mình đến Singapore, Đức giáo hoàng đã bỏ qua một bên bài phát biểu đã chuẩn bị trước của mình cho một nhóm thanh niên liên tôn và đưa ra một số suy nghĩ ứng khẩu chung về tôn giáo. Vì những bình luận của ngài là ứng khẩu, nên lẽ tự nhiên, chúng thiếu sự chính xác mà một văn bản đã chuẩn bị thường có, và do đó người ta lại một lần nữa cố gắng hy vọng những gì ngài nói không hoàn toàn là những gì ngài muốn nói. Theo các bản tin, đức giáo hoàng Francisco đã gợi ý rằng các tôn giáo được coi là những con đường cố gắng để đạt đến Chúa, nhưng Chúa là của tất cả mọi người và do đó tất cả chúng ta đều là con của Chúa. Ngài nói tiếp: Nếu các bạn bắt đầu đấu tranh, nhưng Chúa của tôi quan trọng hơn Chúa của các bạn. Điều này có đúng không? Chỉ có một Chúa và các tôn giáo giống như những ngôn ngữ cố gắng thể hiện những cách để tiếp cận Chúa. Một số người theo đạo Si, một số người theo đạo Hồi, một số người theo đạo Hindu một số người theo Kitô giáo. Ý định tích cực của Đức Thánh Cha ở đây là rõ ràng. Sau đó, Đức Francisco thêm lời kêu gọi tham gia vào cuộc đối thoại liên tôn. Ngài nói về đối thoại như thể tự nó là mục đích. Ngài nói đối thoại liên tôn là thứ tạo ra một con đường. Câu hỏi được đặt ra ở đây là, con đường đó dẫn đến đâu? Việc mọi tôn giáo đều có trọng lượng ngang nhau là một ý tưởng cực kỳ sai lầm mà người kế vị Thánh Phaero hiện nay dường như ủng hộ. Đúng là tất cả các tôn giáo lớn đều thể hiện khát vọng của con người, thường là với vẻ đẹp và sự khôn ngoan, về một điều gì đó hơn cả cuộc sống này. Con người có nhu cầu thờ phượng, khao khát đó dường như đã được lập trình sẵn trong DNA của chúng ta. Nhưng không phải tất cả các tôn giáo đều như nhau về nội dung hoặc hậu quả. Có những khác biệt đáng kể giữa các tôn giáo mà Đức Giáo Hoàng nêu tên. Họ có những quan niệm rất khác nhau về việc Chúa là ai, và điều đó ngụ ý gì đối với bản chất của con người và xã hội. Như Thánh Phaolô đã giao giảng cách đây 2.000 năm, việc tìm kiếm Chúa có thể có nhiều hình thức không hoàn hảo nhưng mỗi hình thức không hoàn hảo đó phải là một cuộc tìm kiếm về một thiên chúa duy nhất chân thật và ba ngôi trong kinh thánh thánh phaolô lên án các tôn giáo sai lầm và ngài giao giảng chúa giêsu kitô là hiện thực và sự viên mãn của thiên chúa vô danh mà người hy lạp tôn thờ công vụ 17, 22, 31. nói một cách đơn giản không phải tất cả các tôn giáo đều hướng tới cùng một chúa và một số tôn giáo vừa sai lầm vừa có khả năng nguy hiểm về mặt vật chất lẫn tinh thần người công giáo tin rằng chúa giêsu kitô một lần và mãi mãi đã tiết lộ cho toàn thể nhân loại biết chúa là ai. Ngài đã cứu chuộc chúng ta bằng cái chết và sự phục sinh của ngài, và ngài đã trao cho chúng ta sứ mệnh đưa toàn thể nhân loại đến với ngài. Như đức tin của chúng ta dạy rất rõ ràng, chỉ có Chúa Giêsu Kitô mới có khả năng cứu rỗi chúng ta. Chúa Kitô không phải chỉ là một trong số những bậc tôn sư hay các nhà tiên tri vĩ đại khác. Một một suy nghĩ của cảnh sát Louis, nếu Chúa Giêsu chỉ là một trong số những người như thế, thì ngài cũng sẽ là một kẻ nói dối, bởi vì chính ngài đã tuyên bố một cách dứt khoát rằng, ta là đường là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với cha mà không qua ta. Ga 14, 6 Một Thiên Chúa yêu thương có thể chấp nhận sự tôn thờ của bất kỳ tấm lòng chân thành và bác ái nào, nhưng sự cứu rỗi chỉ đến qua người con duy nhất của Ngài, là Chúa Giêsu Kitô. Đó là lý do tại sao Chúa Diêu không nói, "Hãy tiếp tục con đường của anh em và chúng ta hãy nói về điều đó sau nhé." Chúng ta được gọi là Kitô hữu vì chúng ta tin rằng Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa, là ngôi thứ hai trong ba ngôi. Ngay từ khi đức tin của chúng ta bắt đầu, những người theo Chúa Kitô là duy nhất trong số các tôn giáo trên thế giới, vì họ chấp nhận lời tuyên bố phi thường của Chúa Kitô khẳng định Ngài là Thiên Chúa thực. Một phần vì những phép lạ của người, một phần vì lời giao giảng của người, nhưng cuối cùng là vì cái chết và sự phục sinh của người. Kitô hữu cũng luôn tin rằng thực tế này làm cho Kitô giáo hoàn toàn khác biệt với tất cả các tôn giáo khác và ngược lại đòi hỏi chúng ta phải cam kết toàn bộ cuộc sống của mình. Đối với Kitô học của giáo hội, hãy xem Tân Ước, Công đồng Nia, Công đồng Epheso, Công đồng Chansen, Công đồng Chento. Công đồng Vatican II, Giáo lý của Giáo hội Công giáo, tài liệu Dominus Research của Vatican, tất cả, trong số nhiều tài liệu khác, đều dạy rõ ràng về thiên tính của Chúa Kitô và vai trò độc nhất của người trong lịch sử cứu độ. Việc gợi ý, thậm chí là một cách lỏng lẻo, rằng người Công giáo đi trên một con đường ít nhiều giống với con đường đến với Chúa của các tôn giáo khác là mất đi ý nghĩa của sự tự đạo. Tại sao lại từ bỏ cuộc sống của bạn vì Chúa Kitô khi những con đường khác có thể đưa chúng ta đến cùng một Chúa? Một sự hy sinh như vậy sẽ là vô nghĩa nhưng chứng tá của các vị từ đạo vẫn quan trọng ngày nay như bao giờ hết chúng ta đang sống trong một thời đại mà sự tôn thờ bản thân ngày càng trở nên một thứ tôn giáo thống trị chúng ta cần các vị từ đạo và mỗi người chúng ta với tư cách là người tuyên xưng chúa Gieo kito phải nhắc nhở một thế giới không tin rằng con đường đến một cuộc sống thực sự phong phú là hiến dân trọn vẹn bản thân cho người khác giám mục của roma là nhà lãnh đạo về mặt tinh thần và thể chế của giáo hội công giáo trên toàn thế giới điều này có nghĩa là trong số những điều khác Ngài có nhiệm vụ giảng dạy đức tin một cách rõ ràng và giao giảng đức tin một cách truyền giáo. Những bình luận lỏng lẻo chỉ có thể gây nhầm lẫn. Tuy nhiên, quá thường xuyên, sự nhầm lẫn lây nhiễm và làm suy yếu thiện chí của vị giáo hoàng này. Người theo Kitô giáo cho rằng chỉ có Chúa gieo là con đường dẫn đến Thiên Chúa. Việc gợi ý, ám chỉ hoặc cho phép người khác suy ra điều ngược lại là một sự thất bại trong tình yêu, vì tình yêu đích thực luôn mong muốn điều tốt cho người khác và điều tốt cho tất cả mọi người là biết và yêu mến Chúa Giêsu Kitô và qua người Chúa Cha đấng đã tạo ra chúng ta. Tôn vinh các vị thánh cạnh nhà, Đức Giáo Hoàng Phan kêu gọi tổ chức lễ kỷ niệm hàng năm cho những người đàn ông và đàn bà thánh thiện địa phương. Theo AC Wimmer của phòng tin tức CNA, ngày 16 tháng 11 năm 2024, Đức Giáo Hoàng Phan muốn các giáo phận trên toàn thế giới tập trung sự chú ý vào các vị thánh cạnh nhà của họ vào ngày 9 tháng 11 hàng năm. Trong một lá thư do Vatican công bố bằng tiếng Ý vào thứ Bảy, Đức Giáo Hoàng đã thiết lập một lễ kỷ niệm hàng năm cho các vị thánh, chân phước, đáng kính và tôi tớ của Chúa tại các giáo phận địa phương trên toàn thế giới, bắt đầu từ năm thánh sắp tới. Tôi kêu gọi các giáo hội đặc thù, bắt đầu từ năm thánh 2025 sắp tới. Hãy tưởng nhớ và tôn vinh những nhân vật thánh thiện này mỗi năm, Đức Giáo Hoàng Phan Cô viết. Sáng kiến này nhằm mục đích giúp người công giáo trên toàn thế giới tái khám phá và duy trì ký ức về những môn đệ phi thường của Chúa Kitô đã chứng kiến sự hiện diện của Chúa Phục sinh và tiếp tục hướng dẫn các tín hữu trong các giáo phận đó ngày nay. Ngài đã ký bức thư tại nhà thờ Thánh Doan Lateran vào ngày 9 tháng 11, ngày lễ cung hiến vương cung Thánh Đường. Trong khi Đức Giáo Hoàng chọn ngày lễ này để tưởng nhớ hàng năm, Ngài nhấn mạnh rằng Ngài không thêm một lễ kỷ niệm phụng vụ nào khác vào lịch của giáo hội. Thay vào đó, Đức Giáo Hoàng giải thích, Ngài kêu gọi các giáo phận địa phương thúc đẩy các sáng kiến phù hợp bên ngoài phụng vụ hoặc tưởng nhớ những nhân vật này trong đó, chẳng hạn như trong các bài giảng. Được kêu gọi nên thánh. Đức Giáo Hoàng Francisco đã kết nối sáng kiến này với Tông huấn Gaudet et, et năm 2018 của Ngài về lời kêu gọi nên thánh phổ quát. Bức thư năm 2018 nhấn mạnh cách sự thánh thiện tỏ hiện trong cuộc sống hàng ngày thông qua nhiều ví dụ khác nhau, bao gồm các cặp vợ chồng sống đức tin của mình trong khi cởi mở với cuộc sống, những người trẻ tuổi nhiệt thành theo Chúa Gieo và các tu sĩ sống các lời khuyên của tin mừng. Chúng ta thường bị cám dỗ nghĩ rằng sự thánh thiện chỉ dành cho những ai có thể rút lui khỏi những công việc thường ngày để dành nhiều thời gian cầu nguyện. Không phải vậy, Đức Giáo hoàng viết trong lời khuyên của mình, tất cả chúng ta đều được kêu gọi nên thánh bằng cách sống cuộc sống của mình với tình yêu thương và làm chứng trong mọi việc chúng ta làm, bất kể chúng ta ở đâu. Theo lá thư được công bố vào thứ bảy, các hội đồng giám mục có thể khai triển các hướng dẫn mục vụ để thực hiện lễ kỷ niệm này. Vatican mong đợi hàng triệu người hành hương sẽ đến Rome trong năm thánh 2025, nhưng cũng đổi mới các sáng kiến tâm linh tại các giáo phận trên toàn cầu. Nguyên văn thư của Đức Thánh Cha Phan -cô về việc nhớ đến các vị thánh, các vị chân phúc, các vị đáng kính và các tôi tớ của Thiên Chúa ở địa phương. Với tông huấn Gaudet et, et Sulat, tôi muốn đề nghị lại với các môn đệ trung thành của Chúa Kitô trong thế giới đương thời về lời kêu gọi nên thánh phổ quát. Đây là trọng tâm của giáo huấn công đồng Vatican II, trong đó nhắc lại rằng tất cả các tín hữu của Chúa Kitô, bất kể hàng ngũ hay địa vị nào, đều được kêu gọi tiến vào sự viên mãn của đời sống Kitô hữu và vào sự hoàn thiện của đức cái, Lumen Gentium, 40. Vì vậy, tất cả chúng ta đều được kêu gọi chào đón tình yêu của Thiên Chúa đã được đổ vào lòng chúng ta nhờ Chúa Thánh Thần, GM 5, 5. Thật vậy, sự thánh thiện, thay vì là hoa trái của nỗ lực con người, là tạo không gian cho hành động của Thiên Chúa. Mọi người đều có thể nhận ra ở nhiều người mà họ gặp trên đường đi những chứng nhân của các nhân đức Kitô tô giáo, đặc biệt là đức tin, đức cậy và đức mến, những cặp đôi đã trung thành sống tình yêu của mình, mở lòng mình ra với cuộc sống, những người đàn ông và đàn bà, trong những nghề nghiệp khác nhau của mình, đã nuôi sống gia đình và hợp tác để truyền bá vương quốc Thiên Chúa, những thanh thiếu niên và những người trẻ đã nhiệt thành theo Chúa Gieo, những mục tử, qua thừa tác vụ của mình, đã đổ tràn những ân sủng cho dân thánh của Thiên Chúa, những nam nữ tu sĩ, bằng cách sống các lời khuyên của tin mừng, đã trở thành hình ảnh sống động của Chúa Kitô là chàng rể. Chúng ta không thể quên những người nghèo, người bệnh, người đau khổ, những người trong sự yếu đuối của họ đã tìm thấy sự hỗ trợ nơi Thầy Chí Thánh. Đây là việc thánh thiện hàng ngày cạnh nhà, trong đó giáo hội rải rác khắp thế giới luôn được giàu có. Chúng ta được kêu gọi để bản thân được truyền cảm hứng từ những mẫu gương thánh thiện này. Trong số đó nổi bật nhất là các vị tử đạo đã đổ máu vì Chúa Kitô và những người đã được phong chân phước và phong thánh vì là những tấm gương về đời sống Kitô Tô hữu và là những người cầu bầu cho chúng ta. Sau đó, chúng ta nghĩ đến các đấng đáng kính, những người nam và nữ đã thực hành nhân đức một cách anh hùng được công nhận. Những người trong những hoàn cảnh đặc biệt đã biến cuộc sống của họ thành của lễ tình yêu cho Chúa và cho anh chị em của họ, cũng như những tôi tớ Chúa mà án phong chân phước và phong thánh đang được tiến hành. Những tiến trình này cho thấy chứng tá về sự thánh thiện cũng hiện diện nhiều như thế nào trong thời đại của chúng ta, trong đó những chứng nhân vĩ đại của đức tin tỏa sáng như những vì sao, ít, phiêu 2 giờ 15 phút, những người đã đánh dấu kinh nghiệm của các giáo hội đặc thù và đồng thời đã mang lại nhiều hoa trái khắp trong lịch sử họ đều là bạn bè bạn đồng hành trên đường những người giúp chúng ta nhận ra ơn gọi rửa tội của mình một cách trọn vẹn và cho chúng ta thấy khuôn mặt đẹp nhất của giáo hội vốn thánh thiện và là mẹ của các thánh trong suốt năm phụng vụ giáo hội công khai tôn vinh các thánh và chân phước vào những ngày đã định trước và theo những cách đã định trước tuy nhiên đối với tôi điều quan trọng là tất cả các giáo hội đặc thù đều tưởng nhớ các thánh và chân phước vào một ngày duy nhất cũng như các đấng đáng kính và tôi tới chúa của các lãnh thổ tương ứng của họ Vấn đề không phải là đưa một lễ tưởng niệm mới vào lịch phụng vụ, mà là thúc đẩy bằng các sáng kiến thích hợp bên ngoài phụng vụ, hoặc tưởng nhớ trong đó, ví dụ như trong bài giảng hoặc vào thời điểm khác được cho là phù hợp, những nhân vật đã đặc trưng cho con đường và linh đạo Kitô giáo địa phương. Do đó, tôi kêu gọi các giáo hội đặc thù, bắt đầu từ năm thánh sắp tới vào năm 2025, hãy tưởng nhớ và tôn vinh những nhân vật thánh thiện này, hàng năm vào ngày 9 tháng 11, lễ cung hiến vương cung thánh đường Lateran. Điều này sẽ giúp các cộng đồng giáo phận cá thể tái khám phá hoặc duy trì ký ức về những môn đệ phi thường của Chúa Kitô, những người đã để lại dấu ấn sống động về sự hiện diện của Chúa Phục Sinh và những người vẫn là những người dẫn đường chắc chắn cho đến ngày nay trên con đường trung hướng đến Thiên Chúa, bảo vệ và hỗ trợ chúng ta. Vì mục đích này, các hướng dẫn và chỉ dẫn mục vụ cuối cùng sẽ được soạn thảo và đề xuất cho các hội đồng giám mục. Xin các thánh, những người mà trong đó những điều kỳ diệu của ân sủng đa dạng của Thiên Chúa tỏa sáng, thúc dục chúng ta hiệp thông mật thiết hơn với Thiên Chúa và truyền cảm hứng cho chúng ta cùng hát những lời ngợi khen đấng tối cao. Dôm, nhà thờ Thánh Doan La Tê Rang, ngày 9 tháng 11, lễ cung hiến vương cung Thánh Đường La Tê Rang. Tài liệu sau cùng của phiên họp thường lệ lần thứ 16 của Thượng Hội đồng Giám mục, cho một giáo hội đồng nghị, hiệp thông, tham gia, sứ mệnh, phần y tâm điểm của tính đồng nghị, được Chúa Thánh Thần Cơ gọi hoán cải. Vào ngày đầu tuần, Maria Madalena đi ra mộ vào buổi sáng, khi trời vẫn còn tối và bà thấy tảng đá đã được rời khỏi mộ. Bà chạy và đi gặp Simon Fezo và người môn đệ kia, người được Chúa rêu yêu thương, Ga 21 2. 13 vào buổi sáng phục sinh, chúng ta gặp ba môn đệ, Maria Madalena, Simon Fezo, người môn đệ được Chúa rêu yêu thương. Mỗi người tìm kiếm Chúa theo cách riêng của mình, Mỗi người đều có vai trò riêng của họ trong buổi bình minh của hy vọng. Maria Madalena được tình yêu đầu tiên của bà dẫn dắt đến môi mộ. Được bà loan báo, Phezo và người môn để chúa yêu đi ra mộ, môn để yêu dấu chảy bằng sức tuổi trẻ, tìm kiếm bằng ánh mắt của những người cảm thức trước, nhưng biết nhường đường cho người lớn tuổi đã được giao nhiệm vụ điều khiển. Phezo, lòng nặng chứ vì đã chối bỏ chúa, đang chờ đợi cuộc hẹn gặp lòng thương xót, lòng thương xót mà ông sẽ phục vụ trong giáo hội. Mazia ở lại trong vườn, nghe gọi tên mình, nhận ra chú sai bà đi loan báo sự phục sinh của người cho cộng đoàn môn đệ. Vì lý do này giáo hội công nhận bà như tông đồ của các tông đồ. Sự phụ thuộc lẫn nhau của họ hiện thân tâm điểm của tính đồng nghị. 14. Giáo hội hiện hữu để làm chứng cho thế giới về biến cố quyết định của lịch sử, biến cố phục sinh của Chúa Gieo. Đấng phục sinh mang lại hòa bình cho thế giới và ban cho chúng ta hồng ân thánh thần của người. Chú Kitô hàng sống là nguồn tự do đích thực, là nền tảng của niềm hy vọng không làm thất vọng, là sự mặc khải về khuôn mặt thật của Thiên Chúa và số phận cuối cùng của con người. Tin mừng cho chúng ta biết rằng để bước vào đức tin phục sinh và trở thành chứng nhân của đức tin này, cần phải thừa nhận sự trống giống nội tâm của chính mình, bóng tối của sợ hãi, nghi ngờ, tội lỗi. Nhưng những người trong bóng tối có can đảm ra ngoài và tìm kiếm, phát hiện thực sự rằng họ đang được tìm kiếm, được gọi bằng tên, được tha thứ và được sai đi cùng với các anh chị em mình. Giáo hội như dân chúa, bí tích hiệp nhất. 15. Từ bí tích rửa tội nhân danh cha và con và thánh thần phát sinh căn tính dân thiên chúa. Nó được thực thi như một lời kêu gọi nên thánh và sai đi làm sứ mệnh mời gọi mọi dân nước đón nhận hồng ân cứu độ. Xem MT 28, 18, 19. Do đó, chính từ phép rửa, trong đó Chúa Kitô mặc chính người cho chúng ta, xem giờ là 3 giờ 27 phút, và làm cho chúng ta được tái sinh trong Chúa Thánh Thần, xem ga 3, năm sáu, với tư cách là con cái Thiên Chúa, mà giáo hội đồng nghị truyền giáo đã ra đời. Tất cả đời sống Kitô Tô hữu đều có nguồn mạch và chân trời của nó trong màu nhiệm ba ngôi, màu nhiệm khơi dậy trong chúng ta tính năng động của đức tin, đức cậy và đức ái. 16. Thiên Chúa vui lòng thánh hóa và cứu độ con người không như những cá nhân riêng rẽ không chút liên đới với nhau, nhưng người muốn làm cho họ thành một dân tộc để họ nhận biết người trong chân lý và phụng sự người trong thánh thiện. LG 9 Dân Thiên Chúa trên hành trình của họ tiến tới nước trời liên tục được nuôi dưỡng bởi bí tích thánh thể, nguồn mạch của sự hiệp thông và hiệp nhất, vì chỉ có một bánh duy nhất. Chúng ta tuy nhiều nhưng chúng ta là một thân thể, thực ra tất cả chúng ta đều cùng chia sẻ một tấm bánh duy nhất, 1 giờ 10 giờ 17 phút giáo hội, được nuôi dưỡng bằng bí tích mình thánh chúa, được thiết lập như thân mình của người, xem ai di bảy anh em là thân thể chúa Kitô và mỗi người là chi thể của nó, 1 giờ 12 giờ 27 phút. Được ân sủng làm sống động, giáo hội là đền thờ chúa thánh thần, xem ai 17 thực thế, chính người là đấng sinh động giáo hội và người xây dựng giáo hội, biến tất cả chúng ta thành những viên đá sống động của một tòa nhà thiêng liêng, xem 1 p giờ 2, 5, LG 6, 17. Diễn trình đồng nghị cho chúng ta trải nghiệm hương vị thiêng liêng, ED 268, của việc trở thành một dân tộc của Thiên Chúa, được quy tụ từ mọi bộ tộc, ngôn ngữ, dân tộc và quốc gia, sống trong những bối cảnh và nền văn hóa khác nhau. Dân Thiên Chúa không bao giờ là tổng số đơn giản của những người được rửa tội, mà là chủ thể cộng đồng và lịch sử của tính đồng nghị và truyền giáo, trong khi vẫn còn lữ hành theo thời gian và đã hiệp thông với giáo hội trên trời. Bên trong những bối cảnh khác nhau nơi các giáo hội địa phương bám rễ, dân chú loan báo và làm chứng cho tin mừng cứu độ, sống trong thế giới và cho thế giới, họ cùng bước đi với tất cả các dân tộc trên trái đất, đối thoại với các tôn giáo và nền văn hóa của họ, nhận ra nơi họ những hạt giống lời Chúa tiến về nước trời. Được kết hợp vào dân tộc này nhờ đức tin và phép rửa, chúng ta được sự nâng đỡ và đồng hành của Đức Trinh Nữ Maria, dấu chỉ của niềm hy vọng và niềm an ủi chắc chắn. IG 68 của các tông đồ, của những người đã làm chứng đức tin của họ đến mức hiến mạng sống, của các vị thánh ở mọi thời và mọi nơi. 18. Trong dân thánh của Thiên Chúa, vốn là giáo hội, sự hiệp thông của các tín hữu, Communio fidelium, đồng thời là sự hiệp thông của các giáo hội, Communio ecclesiam, vốn được biểu lộ trong sự hiệp thông của các giám mục, Communio Episcopum, vì nguyên tắc rất cổ xưa vốn cho rằng giáo hội ở trong giám mục và giám mục ở trong giáo hội, Thánh Sipiano, Epistle 66, 8 Để phục vụ sự hiệp thông nhiều mặt này, Chúa đã đặt tông đồ phê rô, XMT 16 giờ 18 phút, và những người kế vị ngài. Nhờ thừa tác vụ phê rô, giám mục Roma là người nguồn và nền tảng vững viễn và hữu hình, LG 23, của sự hiệp nhất trong giáo hội. 19. Trong trái tim thiên chú luôn dành chỗ ưu tiên cho người nghèo, EG 197, những người bị gạt ra ngoài lề xã hội và những người bị loại trừ, và do đó cũng có trong trái tim giáo hội. Nơi họ, cộng đồng Kitô hữu gặp được bộ mặt và thân xác của Chúa Kitô, đấng tuy vốn giàu có, đã trở nên nghèo khó vì chúng ta, để chúng ta trở nên giàu có nhờ sự nghèo khó của người. Xem 2 giờ 8 9. Ưu tiên chọn người nghèo vốn mù hàm trong đức tin Kitô giáo. Người nghèo có sự hiểu biết trực tiếp về Chúa Kitô đau khổ. Xem EV 198, khiến họ trở thành những người loan báo ơn cứu độ được đón nhận như một hồng ân và là những chứng nhân của niềm vui tin mừng. Giáo hội được mời gọi nghèo với người nghèo, thường là thành phần đa số các tín hữu và lắng nghe họ cùng nhau học cách nhận ra những đặc sủng mà họ nhận được từ Chúa Thánh Thần và coi họ là chủ thể của việc truyền giáo. 20. ánh sáng của các dân tộc là chú Kitô. Lg một và ánh sáng này chiếu trên khuôn mặt giáo hội, mặc dù được đánh dấu bởi sự mong manh của thân phận con người và sự mù mờ của tội lỗi. Giáo hội nhận từ Chúa Kitô hồng ân và trách nhiệm trở thành men hữu hiệu của các mối dây, các mối liên hệ và tình huynh đệ của gia đình nhân loại, xem AG24 làm chứng trên thế giới về ý nghĩa và mục tiêu của cuộc hành trình của mình, xem giáo sư 3 và 42. Ngày nay, Giáo hội đảm nhận trách nhiệm này trong một thời đại bị chi phối bởi cuộc khủng hoảng tham gia, nghĩa là cảm thấy mình là một phần và là người tham gia vào một vận mệnh chung, và bởi một quan niệm duy cá nhân về hạnh phúc và sự cứu rỗi. Ơn cơ gọi và việc phục vụ có tính tiên tri của nó, xem IG-12, cố tở việc làm chứng cho kế hoạch của Thiên Chúa nhằm hiệp nhất toàn thể nhân loại với chính người trong tự do và hiệp thông. Giáo hội Vốn là vương quốc của Chúa Kitô đã đang hiện diện một cách huyền nhiệm, LG 3 và là hạt giống và khởi đầu của vương quốc này trên trái đất, LG5. Do đó, cùng bước đi với toàn thể nhân loại, cam kết hết sức mình vì nhân phẩm, ích chung, công lý và hòa bình, và mong mỏi vương quốc hoàn hảo, LG5, khi Thiên Chúa sẽ là tất cả trong tất cả, 1 giờ 15 giờ 28 phút. Những cội rễ bí tích của dân Thiên Chúa 21. Con đường đồng nghỉ của giáo hội đã khiến chúng tôi tái khám phá ra rằng sự đa dạng của các ơn gọi, đặc sủng và thừa tác vụ đều có nguồn gốc. Tất cả chúng ta đều đã được rửa tội trong cùng một thánh thần để trở thành một thân thể, một giờ 12 giờ 13 phút. Bí tích rửa tội là nền tảng của đời sống Kitô hữu bởi vì nó dẫn nhập mọi người vào hồng phúc lớn nhất, trở thành con cái thiên chúa, nghĩa là tham gia vào mối liên hệ của chúa dơ với chúa cha trong chúa thánh thần. Không có gì cao hơn phẩm giá này, được trao cho mọi người một cách bình đẳng, làm chúng ta mặc lấy chú Kitô và được tháp nhập vào người như cành vào cây nho. Trong tên Kitô hữu mà chúng ta vinh dự được mang chứa đựng ân sủng vốn là nền tảng của cuộc sống chúng ta và điều đó làm chúng ta bước đi cùng nhau như anh chị em. 22. Nhờ bí tích rửa tội dân thánh của Thiên Chúa cũng tham gia vào chức vụ tiên tri của Chúa Kitô, làm chứng sống động cho người trước hết bằng đời sống đức tin và ba cái. LG 12 Nhờ việc sức dầu của Chúa Thánh Thần nhận được lúc lắng nhận bí tích rửa tội, ít 1 g 2,20. 27, mọi tín hữu đều có một bản năng hướng về sự thật của tin mừng, được gọi là cảm thức đức tin, sensus đi Nó bao gồm một tính đồng bản nhiên connatially nào đó với các thực tại thần linh, dựa trên sự kiện là những người được rửa tội ở trong Chúa Thánh Thần đã thông phần vào bản tính thần linh, dịch vụ 2 từ sự tham gia này xuất hiện khả năng nắm bắt bằng trực giác những gì phù hợp với chân lý của mặc khải trong hiệp thông giáo hội. Vì lý do này, giáo hội tin chắc rằng dân thánh của Thiên chú không thể nhầm lẫn khi tin, khi toàn bộ những người được rửa tội bày tỏ sự đồng thuận phổ quát của họ về các vấn đề đức tin và luân lý, xem LG 12. Việc thực thi cảm thức đức tin không được nhầm lẫn với dư luận quần chúng. Nó luôn gắn liền với sự phân định của các mục tử ở các bình diện khác nhau của đời sống giáo hội như việc ăn khớp trong các giai đoạn của tiến trình đồng nghị đã chứng tỏ. Cảm thức đức tin nhằm đạt được sự đồng thuận đó của các tín hữu, Consens Fidelim, vốn tạo thành một tiêu chuẩn chắc chắn để xác định liệu một học thuyết hoặc một thực hành đặc thù nào đó có thuộc về đức tin tông truyền hay không, ICT, Cảm thức đức tin trong đời sống giáo hội, 2014, số 3. 23 qua bí tích rửa tội, mọi Kitô tô hữu đều tham gia vào cảm thức đức tin. Vì thế, Ngoài việc là một nguyên tắc của tính đồng nghị, nó cũng tạo nền tảng cho phong trào đại kết. Con đường của tính đồng nghị mà giáo hội công giáo đang theo đuổi là và phải là đại kết. Hệt như con đường đại kết mang tính đồng nghị vậy. Đức Thánh Cha Phan Xico, diễn văn với giáo hoàng Mawaba, ngày 19 tháng 11 năm 2022. Phong trào đại kết trước hết và trên hết là vấn đề canh tân thiên linh. Nó đòi hỏi các diễn trình ăn năn và chữa lành ký ức khỏi những vết thương trong quá khứ, cho tới mức có can đảm sửa lỗi anh em trong tinh thần bác ái của tin mừng. Phiên họp đầy các chứng từ sâu sắc của các Kitô hữu thuộc các truyền thống giáo hội khác nhau, những người chia sẻ tình bạn, lời cầu nguyện, chia sẻ cuộc sống và cam kết phục vụ người nghèo và chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta. ở nhiều vùng trên thế giới, trên hết có sự đại kết bằng máu. Các Kitô hữu của nhiều thống thuộc khác nhau cùng nhau cống hiến đời mình cho đức tin vào Chúa Giêsu Kitô. Chứng từ tử đạo của họ hùng hồn hơn bất cứ lời nói nào sự hiệp nhất đến từ thập giá của Chúa. 24. Không thể hiểu đầy đủ bí tích rửa tội ngoại trừ bên trong bối cảnh khai tâm Kitô giáo, tức là hành trình qua đó Chúa, qua thừa tác vụ của giáo hội và hồng ân Chúa Thánh Thần, dẫn nhập chúng ta vào đức tin vượt qua và đưa chúng ta vào sự hiệp thông ba ngôi và giáo hội. Hành trình này có nhiều hình thức có ý nghĩa khác nhau, tùy thuộc vào độ tuổi lúc nó được thực hiện, vào sự nhấn mạnh khác nhau của truyền thống Đông Phương và Tây Phương và những nét đặc trưng của mỗi giáo hội địa phương. Việc khai tâm đặt chúng ta tiếp xúc với nhiều ơn gọi và thừa tác vụ khác nhau trong giáo hội. Trong chúng, khuôn mặt thương xót của giáo hội được phát biểu nhằm dạy dỗ con cái mình bước đi bằng cách bước đi với chúng. Giáo hội lắng nghe chúng và khi trả lời những nghi ngờ và câu hỏi của chúng, giáo hội được phong phú thêm bởi sự mới lạ mà mỗi người mang trong mình, với lịch sử và văn hóa của mình. Trong việc thực hành hoạt động mục vụ này, cộng đồng Kitô hữu cảm nghiệm được hình thức đầu tiên của tính đồng ý, thường không ý thức được đầy đủ. 25. Trong hành trình khai tâm kỳ tổ giáo, bí tích thêm sức làm phong phú đời sống của các tín hữu bằng việc đổ tràn Chúa Thánh Thần một cách đặc biệt nhằm để làm chứng. Chúa Thánh Thần mà Chúa Giơ đã được tràn đầy, xem lc 4:1 đã thánh hiến người với việc sức giàu và sai đi loan báo tin mừng, xem LC4 giờ 18 phút. Chính cùng một Chúa Thánh Thần đó đã được đổ trên các tín hữu như một ấn tín thuộc về Thiên Chúa và như một việc sức giàu thánh hóa. Vì lý do này, bí tích thêm sức, vốn làm cho ân sủng của lễ ngũ tuần hiện diện trong đời sống của người đã được rửa tội và của cộng đồng là một hồng ân có giá trị lớn lao để đổi mới phép lạ của một giáo hội được thúc đẩy bởi ngọn lửa truyền giáo vốn có can đảm đi vào phố phường của thế giới và có khả năng làm mình được mọi dân tộc và mọi nền văn hóa hiểu thấu mọi tín hữu đều được kêu gọi đóng góp vào động lực này chào đón các đặc sủng được chúa thánh thần phân phát dồi dào cho mỗi người và cam kết đưa chúng vào việc phục vụ nước trời với lòng khiêm tốn và khả năng tháo vát sáng tạo 26. Việc cử hành bí tích thánh thể, đặc biệt vào các chú nhật, là hình thức đầu tiên và cơ bản mà với nó, dân thánh của thiên chú tụ tập và gặp gỡ nhau. Trong việc cử hành thánh thể, sự hiệp nhất của giáo hội vừa được biểu thị vừa được tạo ra, USA 2. Trong việc tham gia đầy đủ, có ý thức và tích cực, SC14, của tất cả các tín hữu, trước sự chứng kiến của các thừa tác vụ khác nhau và dưới sự chủ trì của giám mục hoặc linh mục, cộng đồng Kitô hữu trở nên hữu hình, trong đó, việc đồng trách nhiệm gì biệt hóa của tất cả mọi người đối với sứ mệnh được hiện thực hóa. Vì lý do này, giáo hội, thân thể chú Kitô học hỏi từ bí tích thánh thể cách khớp nối sự hiệp nhất và tính đa dạng. Sự hiệp nhất của giáo hội và sự đa dạng của các cộng đoàn thánh thể, sự thống nhất của mầu nhiệm bí tích và sự đa dạng của truyền thống phục vụ, sự hiệp nhất trong việc cử hành và sự đa dạng của ơn gọi, đặc súng và các thừa tác vụ. Không có gì cho thấy rõ ràng hơn bí tích thánh thể rằng sự hòa hợp do Chúa Thánh Thần tạo ra không phải là sự độc giảng và mọi hồng ân của giáo hội đều nhằm mục đích xây dựng chung. Mỗi cuộc cử hành bí tích thánh thể cũng là một cách phát biểu ước muốn và lời kêu gọi sự hiệp nhất của tất cả những người đã được rửa tội, chưa hoàn toàn hiển thị. Nơi nào không thể cử hành bí tích thánh thể Chúa Nhật, cộng đồng, trong khi mong muốn việc này, quy tụ lại quanh việc cử hành lời Chúa, trong đó Chúa Kitô thực sự hiện diện. 27 có một mối liên kết chặt chẽ giữa Sinasit Cộng đồng Phụng Tử và Sinodot Công Nghị giữa Cộng đoàn Thánh Thể và Cộng đoàn Thượng Hội Đồng. Mặc dù dưới những hình thức khác nhau, nhưng trong cả hai, lời hứa Chúa Giơ hiện diện nơi có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh người, xem MT 18 giờ 20 phút, đã ứng nghiệm. Các phiên họp Thượng Hội Đồng là những biến cố cử hành sự kết hợp của Chúa Kitô với giáo hội của người qua tác động của Chúa Thánh Thần chính người là đấng bảo đảm sự hiệp nhất của thân mình chúa kitô trong cộng đoàn thánh thể cũng như trong cộng đoàn thượng hội đồng phụng vụ là việc lắng nghe lời chúa và đáp lại sáng kiến giao ước của người phiên họp thượng hội đồng cũng là việc lắng nghe cùng một lời vốn vang rồi cả trong các dấu chỉ thời đại lẫn trong trái tim các tín hữu và sự đáp ứng của phiên họp nhằm biện phân ý muốn của thiên chúa để đưa nó vào thực hành việc đào sâu mối liên kết giữa phụng vụ và tính đồng nghị sẽ giúp mọi cộng đồng kitô giáo trong tính đa dạng của các nền văn hóa và truyền thống của họ, tiếp nhận các phong cách cử hành biểu lộ bộ mặt của một giáo hội đồng nghị. Để đạt được mục đích này, chúng tôi cơ gọi thành lập một nhóm nghiên cứu chuyên biệt mà chúng ta sẽ giao cho nhiệm vụ suy nghĩ cách làm cho các cuộc cử hành phụng vụ diễn tả được tính đồng nghị nhiều hơn. Nó cũng có thể bàn tới việc thuyết giảng bên trong các cử hành phụng vụ và khai triển một nền giáo lý về tính đồng nghị trong những điều then chốt có tính dẫn nhập vào mầu nhiệm mystagolic. Ý nghĩa và chiều kích của tính đồng nghị 28. Các thuật ngữ tính đồng nghị và đồng nghị bắt nguồn từ thực hành lâu đời và liên tục của giáo hội về việc tụ tập trong thượng hội đồng. Trong truyền thống của các giáo hội đông phương và tây phương, từ thượng hội đồng đề cập đến các tổ chức và biến cố đã diễn ra dưới các hình thức khác nhau theo thời gian, liên quan đến nhiều chủ đề. Trong sự đa dạng của chúng, tất cả các hình thức này đều có chung việc tập hợp với nhau để đối thoại, phân định và quyết định. Nhờ kinh nghiệm những năm gần đây, Ý nghĩa của các thuật ngữ này đã được hiểu rõ hơn và được trải nghiệm nhiều hơn. Càng ngày, chúng càng gắn liền với mong muốn có một giáo hội gần gũi hơn với mọi người và có tính liên hệ hơn, một giáo hội trở thành nhà và gia đình của Thiên Chúa. Trong tiến trình thượng hội đồng, một sự hội tụ đã phát triển về ý nghĩa của tính đồng nghị làm cơ sở cho tài liệu này. Tính đồng nghị là việc cùng nhau bước đi của các Kitô hữu với Chúa Kitô và hướng về nước Thiên Chúa trong sự kết hợp với toàn thể nhân loại, hướng về việc truyền giáo, nó bao gồm việc tụ họp trong phiên họp ở các bình diện khác nhau của đời sống giáo hội, lắng nghe lẫn nhau, đối thoại, phân định cộng đồng, hình thành sự đồng thuận như một biểu thức nói lên sự hiện diện của Chú Kitô sống động trong Chúa Thánh Thần và việc đảm đương quyết định trong tinh thần đồng trách nhiệm gì biệt hóa. Dọc theo những dòng này, chúng tôi hiểu rõ hơn việc tính đồng nghị là một chiều kích cấu thành của giáo hội có nghĩa là gì, xem CTI, số 1. Nói một cách đơn giản và tổng hợp, có thể nói rằng tính đồng nghị là một con đường đổi mới tinh thần và cải cách cơ cấu để làm cho giáo hội có tính tham gia và truyền giáo nhiều hơn, nghĩa là làm cho giáo hội có nhiều khả năng hơn bước đi với mọi người nam nữ đang chiếu tỏa ánh sáng của chú Kitô. 29. Nơi Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Chú Kitô, Mẹ Giáo Hội và Nhân Loại, chúng ta thấy những nét đặc trưng của một giáo hội đồng nghị, truyền giáo và có lòng thương xót được tỏa sáng trọn vẹn. Ngài thực sự là hình ảnh giáo hội lắng nghe, cầu nguyện, suy niệm, đối thoại, đồng hành, phân định, quyết định và hành động. Nơi mẹ chúng ta học được nghệ thuật lắng nghe, chú ý đến thánh ý Thiên Chúa, vâng phục lời người, khả năng hiểu được nhu cầu của người nghèo, lòng can đảm lên đường, tình yêu giúp đỡ, bài ca ngợi khen và niềm hân hoan trong Chúa Thánh Thần. Vì lý do này, như đã được Thánh Phaolô Lô Sáu khẳng định, hành động của giáo hội trên thế giới giống như một sự mở rộng mối quan tâm của Đức Maria, Maria Lít Cun 28. 30 chi tiết hơn, tính đồng nghị chỉ rõ ba khía cạnh riêng biệt của đời sống giáo hội. Ê. Trước hết, nó đề cập đến phong cách đặc thù vốn lên đặc điểm cho đời sống và sứ mệnh của giáo hội, nói lên bản chất của giáo hội là cùng nhau bước đi và tụ họp nhau trong phiên họp của dân thiên chú được chú dơ triệu tập trong quyền năng chú thánh thần để loan báo tin mừng. Nó phải được phát biểu trong cách sống và hoạt động thông thường của giáo hội. Phương thức sống và hành động này đạt được thông qua việc cộng đồng lắng nghe lời chú và việc cứ hành thánh thể, tình huynh đệ hiệp thông, đồng trách nhiệm và tham gia của toàn thể dân thiên chú, ở các bình diện khác nhau và sự phân biệt giữa các thừa tác vụ và vai trò trong cuộc sống và sứ mệnh của nó, ICT, số 70A. Bị. Thứ hai, lúc đó, theo nghĩa cụ thể và xác định hơn của thần học và giáo luật, Tính đồng nghị chỉ những cơ cấu và tiến trình giáo hội trong đó bản chất đồng nghị của giáo hội được phát biểu ở bình diện đỉnh chế, theo cách tương tự, trên nhiều phương diện khác nhau trong việc hiện thực hóa nó, địa phương, khu vực, phổ quát. Những cơ cấu và tiến trình này nhằm phục vụ sự phân định có thẩm quyền của giáo hội, được mời gọi nhận diện phương hướng phải tuân theo trong khi lắng nghe Chú Thánh Thần, ICT, số 70B. Sĩ. Thứ ba, Tính đồng nghị chỉ việc xuất hiện đúng lúc của các biến cố đồng nghị trong đó giáo hội được triệu tập bởi cơ quan có thẩm quyền và theo những thủ tục chuyên biệt được xác định bởi kỷ luật giáo hội, liên quan, cách khác nhau ở bình diện địa phương, khu vực và hoàn cầu, đến tất cả dân chúa dưới sự chủ trì của các giám mục hiệp thông hợp đoàn và có phẩm trật với giám mục roma để nhận định con đường và các vấn đề đặc thù và đưa ra các quyết định cũng như hướng dẫn nhằm chu toàn sứ mệnh. Truyền giáo của giáo hội, ICT, số 70C. 31. Trong bối cảnh giáo hội học của công đồng về dân thiên chúa, khái niệm hiệp thông diễn tả bản thể sâu xa của mầu nhiệm và sứ mệnh của giáo hội, vốn có nguồn gốc và tột đỉnh của nó trong việc cử hành bí tích thánh thể, vốn là sự kết hợp với thiên chúa ba ngôi và sự hiệp nhất giữa con người với nhau, vốn được hiện thực hóa nơi chú Kitô nhờ chú thánh thần. Trong bối cảnh này, tính đồng nghị cho thấy cách sống và hoạt động chuyên biệt của giáo hội, dân thiên chúa, biểu lộ và hiện thực hóa một cách cụ thể tính hiệp thông của nó trong việc cùng nhau bước đi, trong việc tụ họp thành phiên họp và trong sự tham gia tích cực của tất cả các thành viên vào sứ mệnh truyền giáo của nó, ICT, số 6. 32 tính đồng nghị từ nó không phải là mục đích, nhưng nhằm vào sứ mệnh mà chú Kitô đã giao phó cho giáo hội trong chú Thánh Thần. Truyền giáo là sứ mệnh thiết yếu của giáo hội, đó là ân sủng và ơn gọi riêng của giáo hội, căn tính sâu xa của giáo hội, N14 bằng cách gần gũi với mọi người, không có sự khác biệt về con người, bằng cách giao giảng và giảng dạy, rửa tội, cử hành bí tích thánh thể và bí tích hòa giải. Tất cả các giáo hội địa phương và toàn thể giáo hội đáp ứng cụ thể mệnh lệnh của Chúa là loan báo tin mừng cho mọi dân tộc. Xem MT 28, 19, 20, MC 16, 15, 16. Bằng cách đề cao tất cả các đặc sủng và thừa tác vụ, tính đồng nghỉ cho phép dân chú loan báo và làm chứng cho tin mừng cho mọi người nam nữ ở khắp mọi nơi và mọi thời đại, trở thành bí tích hữu hình, LG9, của tình huynh đệ và sự hiệp nhất trong chú Kitô được Thiên Chúa mong muốn. Tính đồng nghỉ và sứ mệnh được liên kết mật thiết với nhau, sứ mệnh chiếu sáng tính đồng nghỉ và tính đồng nghị thúc đẩy hướng về sứ mệnh. 33. Thẩm quyền của các mục tứ là một hồng ân chuyên biệt của Thánh thần chú Kitô là đầu để xây dựng toàn bộ thân thể, ICT, số 67. Hồng ân này được liên kết với bí tích truyền chức thánh vốn lên đồng hình đồng dạng với chú Kitô là đầu, mục tứ và tôi tớ và đặt những ai tiếp nhận nó vào việc phục vụ dân thánh Chúa để bảo vệ tính tông truyền của việc loan báo và phát huy hiệp thông giáo hội ở mọi bình diện. Tính đồng nghỉ cung cấp khuôn khổ giải thích thỏa đáng nhất cho việc hiểu chính thừa tác vụ phẩm trận, Đức Francisco diễn văn kỷ niệm 50 năm thành lập Thường hội đồng giám mục, ngày 17 tháng 10 năm 2015, và cung cấp bối cảnh chính xác cho việc hiểu mệnh lệnh mà Chúa Kitô ủy thác trong Chúa Thánh Thần cho các mục tử. Vì thế nó mời toàn thể giáo hội, kể cả những người thực thi quyền bính, hoán cải và cải cách, hiệp nhất như hòa hợp. 34. Tạo vật nhân bản, có bản chất thiêng liêng, được thành toàn trong các mối liên hệ liên bản vị. Họ càng trải nghiệm chúng một cách chân thực thì bản sắc bản vị của họ càng trưởng thành hơn. Con người đánh giá cao bản thân mình không phải bằng cách cô lập bản thân mà bằng cách đặt mình vào mối liên hệ với người khác và với Thiên Chúa. Vì thế tầm quan trọng của những mối liên hệ như vậy trở thành nền tảng, CV53. Một giáo hội đồng nghị được đặc trưng như một không gian trong đó các mối liên hệ có thể phát triển nhờ vào tình yêu thương lẫn nhau vốn là điều gian mới mà chú Gieo đã để lại cho các môn đề của người, xem doan 13, 34, 35. Trong các nền văn hóa và xã hội ngày càng mang tính cá nhân chủ nghĩa, Giáo hội là một dân tộc tập hợp trong sự hiệp nhất của Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. ig 4. Có thể làm chứng cho sức mạnh của những mối liên hệ được thiết lập trong Chúa Ba Ngôi. Sự khác biệt về nghề nghiệp, độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp, điều kiện và thống thuộc xã hội hiện diện trong mọi cộng đồng Kitô giáo cống hiến cuộc gặp gỡ đó với sự khác biệt không thể thiếu đối với sự phát triển và trưởng thành bản thân. 35. Trước hết ở trong gia đình có thể gọi như công đồng là giáo hội tại gia, IG-11, nơi trải nghiệm sự phong phú của các mối liên hệ giữa những người hiệp nhất trong sự đa dạng về tính cách, tuổi tác và vai trò. Vì lý do này, gia đình đại diện cho một nơi ưu tuyển để học hỏi và trải nghiệm những thực hành thiết yếu của một giáo hội đồng nghi. Dù có những gãy đổ và nỗi đau mà các gia đình trải qua chúng vẫn là nơi chúng ta học cách trao đổi hồng phúc tình yêu, sự tin tưởng, sự tha thứ, sự hòa giải và sự hiểu biết. Chính ở trong gia đình mà chúng ta biết rằng chúng ta có cùng phẩm giá, rằng chúng ta được tạo dựng để có đi có lại, rằng chúng ta cần được lắng nghe và chúng ta có khả năng lắng nghe, biển phân và quyết định với nhau, chấp nhận và thực thi quyền bính được bác ái linh hứng, đồng trách nhiệm và giải trình hành động của chúng ta. Gia đình nhân bản hóa con người thông qua các mối liên hệ của chúng ta và đồng thời thúc đẩy những khác biệt chính đáng của mỗi người, Đức Phan Cô bài phát biểu với những người tham gia phiên họp toàn thể của Học viện Giáo Hoàng về Khoa học Xã hội ngày 29 tháng 4 năm 2022. 36. Diễn trình đồng nghị nhấn mạnh rằng Chúa Thánh Thần không ngừng khơi dậy trong dân Chúa rất nhiều đặc sủng và thừa tác vụ khác nhau. Ngay cả trong việc xây dựng cơ thể của đấng Kitô có nhiều chi thể và chức năng khác nhau. Chỉ có một đấng duy nhất là Thánh Thần phân phát nhiều hồng ân khác nhau vì lợi ích của giáo hội, tùy theo mức độ giàu có của giáo hội và nhu cầu của các thừa tác vụ, xem một giờ 12 giờ 11 phút, lg 7 Tương tự, khát vọng mở rộng các khả thể tham gia và thực thi tính đồng trách nhiệm gì biệt hóa của tất cả mọi người đã được rửa tội, nam và nữ, cũng đã xuất hiện. Tuy nhiên, về phương diện này, Nỗi buồn gây ra bởi thiếu sự tham gia của nhiều thành phần dân chú vào hành trình đổi mới giáo hội này và bởi sự khó khăn lan rộng trong việc sống trọn vẹn mối liên hệ lành mạnh giữa nam và nữ, giữa các thế hệ và giữa những người và các nhóm có bản sắc văn hóa và điều kiện xã hội khác nhau, đặc biệt là người nghèo và người bị loại trừ, đã được phát biểu. 37. Hơn nữa, tiến trình đồng nghỉ nơ bật di sản tinh thần của các giáo hội địa phương, trong đó và từ đó giáo hội công giáo hiện hữu và sự cần thiết phải khớp nối những trải nghiệm của họ. Do tính công giáo, các bộ phận riêng rẽ dâng tặng các hồng phúc của mình cho người khác và cho toàn thể giáo hội, sao cho toàn bộ và các bộ phận riêng rẽ được hưởng lợi từ sự giao tiếp lẫn nhau của mọi người và nỗ lực hiệp nhất hướng tới sự viên mãn. IOG 13 Sứ vụ của người kế vị Thánh Phêrô bảo đảm sự đa dạng hợp pháp và đồng thời bảo đảm để điều đặc thù không những không gây hại cho hiệp nhất, nhưng đúng hơn, phục vụ nó. Ibit, KS, AG 22, 38. Toàn thể giáo hội luôn là một tập hợp đa dạng các dân tộc và ngôn ngữ, các giáo hội với các nghi lễ, kỷ luật và di sản thần học và linh đạo đặc biệt, ơn gọi, đặc súng và thừa tác vụ của họ để phục vụ ích chung. Sự thống nhất của tính đa dạng này đạt được nhờ chú Kitô, viên đá gốc và nhờ chú Thánh Thần, bậc thầy của sự hòa hợp. Sự thống nhất trong đa dạng này được chỉ danh chính bởi tính công giáo của giáo hội. Tính đa nguyên của các giáo hội tự trị, sui Yidit, mà sự phong phú của họ đã được tiến trình đồng nghị làm nổi bật, là một dấu hiệu của điều này. Phiên họp yêu cầu chúng ta tiếp tục con đường gặp gỡ, hiểu biết lẫn nhau và trao đổi những hồng ân vốn nuôi dưỡng sự hiệp thông của một giáo hội trong các giáo hội. 39. Việc canh tân đồng nghị cổ vũ việc tôn giá các bối cảnh như những nơi trong đó lời cơ gọi phổ quát của Thiên Chúa để trở thành một phần của dân người, của vương quốc đó của Thiên Chúa, vốn là công lý, bình an và vui mừng trong Chúa Thánh Thần, giờ mờ 14,1 đã được làm cho hiện diện và hiện thực hóa. Bằng cách này, các nền văn hóa khác nhau có thể nắm bắt được sự thống nhất làm nền tảng cho tính đa dạng của họ và mở ra cho họ cơ hội trao đổi các hồng ân. Sự hiệp nhất của giáo hội không phải là sự độc giản mà là sự tích nhập hữu cơ các đa dạng hợp pháp, NMI 46. Tính đa dạng của các biểu thức trong thông điệp cứu độ tránh giản lược nó thành một sự hiểu biết đơn nhất về đời sống giáo hội và các hình thức thần học, phụng vụ mục vụ và kỷ luật trong đó nó được phát biểu. 40. Việc tôn giá các bối cảnh, các nền văn hóa và các tính đa dạng cũng như mối liên hệ giữa chúng là chìa khóa để phát triển như một giáo hội đồng nghị truyền giáo và tiến bước dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần hướng tới sự hiệp nhất hữu hình của các Kitô tô hữu. Chúng tôi nhắc lại cam kết của giáo hội công giáo tiếp tục và tăng cường hành trình đại kết với các Kitô hữu khác do bí tích rửa tội chung và để đáp lại lời cơ gọi chung sống sự hiệp thông và hiệp nhất giữa các môn đệ mà Chúa Kitô đã cầu nguyện cho trong bữa tiệc ly, xem ga 17, 20, 26. Phiên họp chào mừng một cách hân hoan và biết ơn sự tiến bộ trong liên hệ đại kết trong 60 năm qua, các văn kiện đối thoại và các tuyên bố nói lên đức tin chung. Sự tham gia của các đại biểu huynh đệ đã làm phong phú thêm diễn biến của phiên họp và chúng tôi mong chờ những bước tiếp theo trên con đường hướng tới sự hiệp thông trọn vẹn nhờ việc đón nhận hoa trái của con đường đại kết trong các thực hành của giáo hội. 41. Ở mọi nơi trên trái đất, người Kitô hữu sống cảnh những người không rửa tội và phục vụ Thiên Chúa bằng cách thực hành một tôn giáo khác. Chúng ta long trọng cầu nguyện cho họ trong phụng vụ thứ sáu tuần thánh, chúng ta cộng tác với họ và đấu tranh để xây dựng một thế giới tốt hơn và cùng với họ Chúng ta cầu xin Thiên Chúa duy nhất giải thoát thế giới khỏi những sự dữ đang giáng xuống nó. Đối thoại, gặp gỡ và trao đổi hồng ân là điển hình của một giáo hội đồng nghị được mời gọi mở rộng mối liên hệ với các truyền thống tôn giáo khác nhằm mục đích thiết lập hữu nghị, hòa bình, hòa hợp và chia sẻ những giá trị, kinh nghiệm đạo đức, thiên linh trong tinh thần sự thật và tình yêu, hội nghị giám mục công giáo Ấn Độ, phản hồi của giáo hội tại Ấn Độ trước những thách thức ngày nay, ngày 9 tháng 3 năm 2016 được trích dẫn trong FT 271. Ở một số vùng, các Kitô tô hữu, những người cam kết xây dựng mối liên hệ huynh đề với những người thuộc các tôn giáo khác, đang bị bách hại. Phiên họp khuyến khích họ kiên trì trong cam kết của họ với niềm hy vọng. 42. Tính đa nguyên của các tôn giáo và nền văn hóa, tính đa dạng của các truyền thống tâm linh và thần học, sự đa dạng của các hồng ân chú thánh thần và các nhiệm vụ trong cộng đồng, cũng như sự đa dạng về tuổi tác, Giới tính và mối liên hệ xã hội trong giáo hội là một lời mời gọi mọi người hãy thừa nhận và đảm đương tính hoàn cảnh đặc thù của mình, chống đôi cơn cám dỗ muốn đặt mình vào trung tâm và cởi mở đón nhận những quan điểm khác. Mỗi người đều có sự đóng góp riêng và cần thiết để hoàn thành công việc chung. Có thể nói giáo hội đồng ý giống như hình ảnh giàn nhạc đại hòa tấu. Sự đa dạng của các loại nhạc cụ là cần thiết để mang lại sức sống cho vẻ đẹp và sự hài hòa của âm nhạc, trong đó âm thanh của mỗi nhạc cụ vẫn giữ được nét riêng khác biệt của nó trong việc phục vụ sứ mệnh chung. Đây là cách thể hiện sự hài hòa được Chúa Thánh Thần tạo ra trong giáo hội, người là đấng đích thân vốn là sự hòa hợp. Xem Thánh Ba sư về Thánh Vịnh 29 một về Chúa Thánh Thần 16, 38. Linh đạo đồng nghi 43. Tính đồng nghi trước hết là một khuynh hướng thiên linh thấm nhập vào cuộc sống hàng ngày của những người đã được rửa tội và mọi khía cạnh của sứ mệnh giáo hội. Một linh đạo đồng nghị xuất hiện bởi tác động của Chúa Thánh Thần và đòi hỏi phải lắng nghe lời Chúa, chiêm niệm, thinh lặng và hoán cải tâm hồn. Như Đức Giáo Hoàng Phan Cô đã phát biểu trong diễn từ của Ngài khi khai mạc phiên họp thứ hai này, Chúa Thánh Thần là người hướng dẫn chắc chắn và nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta là học cách phân biệt giọng nói của người, bởi vì người nói trong mọi người và trong mọi sự. Diễn văn tại phiên họp toàn thể của kỳ họp thứ hai của Thượng Hội đồng về tính đồng nghị, 2 tháng 12-2024. Một linh đạo đồng nghị cũng đòi hỏi sự khổ hạnh, khiêm tốn, kiên nhẫn và sẵn sàng tha thứ và được tha thứ. Nó đón nhận với lòng biết ơn và khiêm tốn những hồng ân và nhiệm vụ khác nhau được Chúa Thánh Thần phân phát để phục vụ một Chúa duy nhất, xem một giờ 12 bốn năm. Nó làm điều đó mà không có tham vọng hay ghen tị, khao khát thống trị hoặc kiểm soát, vun trồng những cảm xúc giống như Chúa Giơ Kitô, đấng tự làm trống giống bản thân mang lấy thân phận tôi tớ, pháp luật 2, 7. Chúng ta nhận ra hoa trái của nó khi đời sống hàng ngày của giáo hội được đánh dấu bằng sự hiệp nhất và hài hòa trong tính đa dạng. Không ai có thể một mình tiến bước trên con đường tâm linh đích thực. Chúng ta cần phải đồng hành và hỗ trợ, kể cả đào tạo và linh hướng, với tư cách cá nhân và như một nhóm và cộng đồng. 44. Việc đổi mới cộng đồng Kitô giáo chỉ có thể thực hiện được khi nhìn nhận tính ưu việt của ơn sủng. Nếu thiếu chiều sâu tinh thần bản thân và cộng đồng, tính đồng nghị sẽ bị giảm xuống chỉ còn hữu ích về mặt tổ chức. Chúng ta được cơ gọi không những để diễn dịch thành quả của một trải nghiệm tâm linh bản thân thành các diễn trình cộng đồng, nhưng sâu sắc hơn, để trải nghiệm việc thực hành điều gian mới về tình yêu thương nhau là nơi trốn và hình thức gặp gỡ Thiên Chúa ra sao. Theo nghĩa này, trong khi dựa trên di sản tinh thần phong phú của truyền thống, quan điểm đồng nghị góp phần đổi mới các hình thức của nó, một lời cầu nguyện mở ra cho sự tham gia, một sự phân định sống với nhau, một năng lực truyền giáo nảy sinh từ việc chia sẻ và tỏa sáng như một việc phục vụ. 45 cuộc đàm luận trong Chúa Thánh Thần là một công cụ, mặc dù có những hạn chế, nhưng vẫn hữu hiệu mang lại hiệu quả cho phép việc lắng nghe và phân định những gì Chúa Thánh Thần nói với các giáo hội, cờ hậu 2, 7. Việc thực hành nó đã khơi dậy niềm vui, sự ngạc nhiên và lòng biết ơn và được trải nghiệm như một cuộc hành trình của sự đổi mới nhằm biến đổi các cá nhân, các nhóm và giáo hội. Chứ đàm luận diễn đạt một điều gì đó hơn cả cuộc đối thoại đơn giản, nó đan xen một cách hài hòa giữa suy nghĩ và cảm xúc và tạo ra một thế giới sống chung. Vì lý do này, người ta có thể nói rằng việc hoán cải gặp thuận lợi trong cuộc đàm luận. Đây là một sự kiện nhân học được tìm thấy ở các dân tộc và nền văn hóa khác nhau, thống nhất bằng thói quen tập hợp lại trong tình liên đới để thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng cho cộng đồng. Ân sủng đem trải nghiệm nhân bản này đến chỗ hoàn thành, đàm luận trong Chúa Thánh Thần có nghĩa là sống kinh nghiệm chia sẻ dưới ánh sáng đức tin và tìm kiếm ý chí của Thiên Chúa, trong một bầu không khí tin mừng trong đó Chúa Thánh Thần có thể làm cho tiếng nói của người được lắng nghe không thể nhầm lẫn được. 46 trong mọi giai đoạn của tiến trình đồng ý, nhu cầu hàn gắn và hòa giải đều vang rồi và xây dựng lại niềm tin trong giáo hội đặc biệt sau quá nhiều vụ tai tiếng liên quan đến các loại lạm dụng khác nhau và vang vọng trong xã hội. Giáo hội được cơ gọi đặt vào trung tâm của đời sống và hành động của chính chúng ta sự kiện chúng ta được giao phó cho nhau trong chú Kitô qua bí tích rửa tội. Việc thừa nhận thực tại sâu sắc này trở thành một nghĩa vụ thiêng liêng, cho phép chúng ta nhận ra sai lầm và xây dựng lại niềm tin. Tiếp nhận con đường này là một hành động công lý và sự dấn thân truyền giáo của dân chú trong thế giới chúng ta và một hồng ân chúng ta phải cơ cầu từ trên cao mong muốn tiếp tục bước đi trên con đường này là một thành quả của việc canh tân đồng nghị, tính đồng nghị như lời tiên tri xã hội 47 được thực hành với lòng khiêm tốn, phong cách đồng nghị có thể làm cho giáo hội trở thành tiếng nói tiên tri trong thế giới ngày nay. Giáo hội đồng nghị giống như một lá cờ được dương cao giữa các quốc gia. So sánh IS 11 giờ 12 phút, Đức Francisco diễn văn nhân kỷ niệm 50 năm thành lập thượng hội đồng giám mục ngày 17 tháng 10 năm 2015 chúng ta đang sống trong một thời đại được đánh dấu bằng các bất bình đẳng liên tục gia tăng bằng sự vỡ mộng ngày càng tăng đối với các mô hình chính phủ truyền thống bằng sự vỡ mộng với hoạt động của nền dân chủ bằng xu hướng chuyên quyền và độc tài ngày càng tăng bằng sự thống trị của mô hình thị trường mà không quan tâm đến tính dễ bị tổn thương của con người và tạo thế và bằng sự cám dỗ giải quyết xung đột bằng vũ lực thay vì bằng cuộc đối thoại những thực hành đích thực của tính đồng nghị cho phép các Kitô hữu phát triển một nền văn hóa có khả năng tiên tri quan trọng đối với tư tưởng thống trị và do đó mang lại sự đóng góp đặc biệt cho việc tìm kiếm câu trả lời cho nhiều thách thức mà xã hội đương thời phải đối diện và việc xây dựng lợi ích chung. 48. Cách thức sống các mối liên hệ đồng nghị là một chứng tá xã hội đáp lại nhu cầu của con người cần được chào đón và cảm thấy được công nhận trong một cộng đồng cụ thể. Nó là một thách thức đối với sự cô lập ngày càng tăng của con người và chủ nghĩa cá nhân văn hóa, những điều mà giáo hội thường xuyên tiếp thu, và nó kêu gọi chúng ta quan tâm lẫn nhau, phụ thuộc lẫn nhau và đồng trách nhiệm vì lợi ích chung. Tương tự như vậy, nó thách thức chủ nghĩa cộng đồng xã hội cường điệu hóa đến mức bóp nghẹt con người và không cho phép họ trở thành đối tượng cho sự phát triển của chính họ. Sự sẵn lòng lắng nghe mọi người, đặc biệt người nghèo, hoàn toàn trái ngược với một thế giới trong đó việc tập trung quyền lực cắt bỏ người nghèo, người bị gạt ra ngoài lề xã hội và người thiểu số và trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta. Tính đồng nghị và sinh thái toàn diện đều mang quan điểm của các mối liên hệ và nhấn mạnh vào sự cần thiết phải quan tâm đến các mối ràng buộc. Vì lý do này, chúng tương ứng và tích hợp vào lối sống sứ mệnh của giáo hội trong thế giới đương thời. Còn xin cảm ơn Cộng đoàn đã nghe tin Giáo hội Công giáo ngày 19 tháng 11. Con xin khép lại bản tin ở đây và xin hẹn Cộng đoàn ở những bản tin tiếp theo. Con xin cảm ơn Cộng đoàn.